Hello, xin chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới. Video hôm nay tiếp tục là một video swatch sale. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ son mà mình vừa mới nhận được từ Cosu. Thì trên tay mình đây chính là ba màu son của dòng son kem lì mới ra của hãng. Cái dòng son này theo như mình được biết thì chỉ vừa mới ra mắt được khoảng một tuần trở lại đây thôi. Và cái dòng son này có tổng cộng là ba màu và mình đang cầm trên tay ba màu đó đây. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau mổ xẻ xem chất lượng, màu sắc và giá thành của cái son này như thế nào nha. Cùng bắt đầu luôn ha. Cosu là một hãng mỹ phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc và đã khá nổi tiếng với các sản phẩm skincare rồi. Gần đây thì hãng mới cho ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm makeup hơn, trong đó có mặt dòng son kem lì hoàn toàn mới gồm 3 màu được đặt tên theo các thành phố nổi tiếng của châu Âu. Với thiết kế vỏ son nhựa lì được in tên dòng son và có dán tên son ở phần đáy thì đây cũng là một dòng son có thiết kế cơ bản, đơn giản, khá gọn nhẹ và chắc tay. Màu đầu tiên là 01 Paris, mang một sắc đỏ thuần tươi tắn cực kỳ rạng rỡ luôn. Màu này khi đánh lòng môi sẽ có base hồng nhẹ, nhưng khi đánh full môi sẽ ra một màu đỏ thuần cực kỳ đẹp và tôn da. Màu đỏ này chắc chắn rất hợp với các bạn có tông da từ trung bình đến sáng. Tuy nhiên vì màu này khá tươi nên các bạn da ngăm hơn hãy xem xét kỹ trước khi thử nha, vì khá là kém miên răng đó. Mình thì không hợp với tông kiểu tươi rói như vậy nên thích đánh em này kiểu lòng môi hơn. Chất son em này là kiểu son kem lì truyền thống luôn nên sẽ hơi lộ rãnh môi khi đánh một lớp son dày. Nhưng nếu chỉ đánh kiểu lòng môi thì son trải đều rất đẹp nha. Son không gây khô môi cũng không hề có cảm giác nặng môi tí nào đâu, khá là nhẹ sau khi son đã set lại hoàn toàn. Tuy nhiên khi bạn dùng son kem lì thì chắc chắn phải đảm bảo là môi mình mềm, đủ ẩm và không có da chết nha. Màu 02 Venice thoạt nhìn qua trong vỏ son có vẻ như giống màu 01 tới 90%. Tuy nhiên khi swatch ra tay và khi swatch lên môi thì mới biết đây là một màu đỏ cam có ánh nhẹ xíu xíu tông đất, khiến cho màu son này không hề bị chói mà cực kỳ xinh và dễ dùng, phù hợp với mọi loại da luôn. Màu này dù đánh lòng môi hay full môi đều rất tươi trẻ, team bên son tông cam sẽ rất thích màu này nè. Chất son của em này khá là lỏng nên mọi người phải cẩn thận khi tán màu lên môi nha. Cũng vì vậy nên khi đánh full môi thì cần phải trồng từ 3 đến 4 lớp màu thì son mới đều và đẹp được. Vì là kiểu son kem lì nên sẽ không hề bị dây ra khi ăn uống sinh hoạt, nhưng khi ăn đồ dầu mỡ sẽ trôi sạch phần trong lòng môi. Đây là kiểu trôi son của hầu hết các loại son kem lì rồi nên mọi người cứ đem son theo để dặm lại cho đẹp nha. Điểm trừ của son này là mùi trái cây hơi nồng và sẽ không bay đi đâu hết nên bạn nào không thích mùi son nồng có thể sẽ không thích mùi này đâu. Đầu ống rút son cũng hơi bé nên khi rút son ra cũng hơi tèm lem một chút. Màu 03 Florence là màu mà mình thích nhất trong bảng màu này. Vì đây là màu có tính ứng dụng cao, không quá nổi bật nên có thể diện đi bất cứ dịp nào. Dùng hàng ngày vẫn được luôn vì đây là một gam màu cam nút đất nhẹ siêu xinh và hợp da châu Á luôn. Cá nhân mình khi dùng son kem lì thì thích mấy tông nhẹ nhẹ như vậy hơn vì khi đánh full môi thì không bị một cục đậm ơi là đậm ở trên môi. Nên mình thấy màu này là xinh nhất và hợp với tất cả mọi người luôn. Ngoài ra bảng màu son khá dễ dùng nên các bạn mê son kem lì có thể tham khảo thêm dòng son này của Cosu nhé. Và đó chính là phần swatch và cũng như là review của mình một chút về dòng son này của Cosu. Các bạn thích màu nào nhất hãy comment cho mình biết với nha. Hiện tại trên môi mình thì đang đánh màu số 3, màu Florence. Thì đây cũng là cái màu mình thích nhất trong 3 màu mà ngày hôm nay mình swatch. Và mình cũng hiểu cảm giác của các bạn ở Việt Nam khi mà mua mỹ phẩm Hàn thì không biết mua ở đâu cho chính hãng, rồi kiểu như là đảm bảo hàng thiệt á. Cho nên là mình sẽ để tất cả thông tin mua hàng ở dưới phần description box thì các bạn cứ ấn vào để xem thêm ha. Ngoài ra nếu như bạn là một fan của mỹ phẩm Hàn Quốc thì chắc chắn bạn đã biết tới các phương pháp kiểm tra hàng, giống như là check code sản phẩm rồi check mã vạch rồi các thứ đúng không?
Thì ngoài ra mình còn biết thêm một cách nữa là check cái hidden tag. Nên nếu như bạn nào mà đã biết đến cái phương pháp này rồi á thì quá tốt luôn rồi. Còn bây giờ mình chỉ muốn chỉ lại cho những bạn nào mà chưa rành về cái phương pháp này thôi ha. Thì các bạn có thể tải cái app hidden tag ở trong cái điện thoại của mình luôn. Thì mình đang sử dụng iPhone cho nên cái app này được tải miễn phí ở trên iPhone. Mình nghĩ là các bạn sử dụng kiểu như Android thì trên Google Play cũng sẽ có cái phần mềm này. Bây giờ thì mình sẽ scan thử xem là cái vỏ son như thế nào để cho các bạn có thể xem ha. Bây giờ mình sẽ mở cái app điện thoại lên rồi mình sẽ đến ở bên này cho các bạn xem cho nó dễ ha. Đó thì mình sẽ bấm vào, mình bấm scan hidden tag. Sau đó mình sẽ để cái mã này nè. Thì thường các sản phẩm Hàn Quốc á, nó sẽ có một cái tem như vậy là tem chống hàng giả của hãng, có thể dán vào đây để cho các bạn có thể dùng cái hidden tag để scan thử xem là sản phẩm đó có phải là hàng chính hãng hay không. Thì bây giờ mình sẽ scan cái mã tem này trên cái vỏ luôn nha. Đó thì sau khi mà mình đã tìm thì nó sẽ hiện ra là của Kosun liền ngay lập tức luôn. Tại vì cái sản phẩm này chỉ vừa mới được ra mắt thôi cho nên là nó chưa có hiển thị được cái hình ảnh của sản phẩm ở trên cái app, nhưng mà là chính hãng của công ty Kosun. Cho nên là các bạn đã yên tâm rồi ha. Và đó, video này là hết rồi. Mình mong là mọi người đã thích video lần này. Mình cũng mong là video này đã hữu ích cho mọi người. Nếu như mọi người thích video này thì đừng quên cho mình một like và ấn subscribe ở bên dưới để có thể đón xem thêm nhiều video swag song của mình trong thời gian sắp tới nha. Và mình sẽ gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye.